Ngay lúc này thì thời tiết ở ngoài trời đã hơn 37 độ. Mọi người khá là mệt vì bị mất nước. Và ở đây thì bà con xin tổng cộng đó là 25 phần. Rồi. Chú vô đẩy cái xe sắt ở đây nè để thả bao gạo. Bỏ lên xe máy chú luôn á. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Một ngày mới, một hành trình mới lại bắt đầu. Và ngày hôm nay, hai chiếc xe ba gác đang chở rất là nhiều phần quà để mang những túi đồ đến cho bà con nghèo ngay tại quận Gò Vấp. Suốt 4 tháng qua thì ngay tại quận Gò Vấp thực hiện lệnh siết chặt giãn cách. Và đến thời điểm bây giờ thì Gò Vấp cũng đã giảm bớt cái tỷ lệ nhiễm rồi. Mình vẫn còn nhớ là đầu tháng 4, ngay tại quận này đã bùng nổ lên một cái ổ dịch khá lớn. Và sau đó thì lan rộng ra khắp các quận huyện ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì lần đầu tiên nhóm có mặt tại quận này và mang hơn 230 phần quà cho bà con. Và địa điểm đầu tiên đó là một xóm trọ nằm ngay tại chân cầu vượt Văn Trung, gần với chùa Lá, một ngôi chùa khá nổi tiếng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Này là gà, anh Thảo đang khiêng gà mà. Lấy gà luôn chị. Hôm nay thì gà, cá, gia vị, rau muống, gạo. Rau muống nhiều lắm, yên tâm, cứ cho đi. Bao bên đây nè, bao bên đây cho nhẹ. Hai bịch. Ba chục rồi. Ba chục. Chấp chấp chấp. Chị đi hai người tha cho biết chừng nào. Cái chỗ kêu mấy đứa đó trả nó tìm thấy chưa? Đi tha. Đem động hai giữ động không? Có có. Ra cụ thể vô cho. Rồi, đủ ha. Chị nhớ nghe một cái nào em chia ra hết trơn rồi đó. Dạ dạ dạ. Mỗi luôn hình giống nhau như chị nha. Dạ dạ, có gì nói em chụp hình em gỡ qua em không biết, chị đừng để khán giả hơn mấy cái dạ, em mà ảnh ảnh điện lên tụi em nha. Dạ dạ dạ. Rồi, cảm ơn chị Tưởng nha. Dạ. Cảm ơn mấy chị nha. Cảm ơn mấy anh hết nha. Dạ. Bây giờ thì mọi người sẽ đi sang một địa điểm thứ hai nằm ngay tại đường Phạm Văn Chiêu. Ở đó thì bà con cũng xin khoảng 30 phần. Địa điểm tiếp theo và bây giờ mọi người đang phát quà đó là một con hẻm nằm ngay tại đường Phạm Văn Chiêu. Ở đây thì bà con một lần nữa xin với tổng số lượng đó là 30 phần. Bây giờ thì mọi người sẽ xuống những cái phần quà. Thực sự với mọi người rằng là những cái ngày này mà để mua được gia vị như là đường, mắm, muối và một ít bột ngọt thì rất khó nha mọi người. Thậm chí là tụi mình phải dùng xe máy đến tận đại lý để trở về, tại vì không có xe để vận chuyển. Bây giờ thì mọi người sẽ gửi những cái phần quà ở thêm một địa điểm nữa. Nằm ngay tại đường Nguyễn Văn Khối. Đường này thì hồi xưa có tên là đường Tây Trâm á, nằm ngay tại quận Gò Vấp. Hôm nay thì xuất phát lúc 12 giờ trưa cho nên là di chuyển một xíu thì mọi người khá là mệt. 30 phần đúng không chị? Rau mình nhiều lắm, yên tâm đi. Yên tâm không? Ừ. Cái chỗ này không? Rồi,
Rồi đủ. Rồi, cảm ơn mấy anh. Dạ cảm ơn mấy chị. Rồi, em đi nha. Dạ cảm ơn. Cho thêm thùng sữa nè. Dạ em mấy đứa nhỏ nha. Dạ cảm ơn mấy chị luôn. Chị nhớ nha, một cái nào là mình đã soạn ra hết rồi đấy. Dạ nha. Dạ ok. Mỗi người là phần thôi chứ không có xẻ ra nha. Dạ, cái đúng rồi đúng rồi. Dạ. Cái nào đó, em đã thấy bên phân bụi rồi em biết. Rau là dư hết. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. À, bây giờ thì mọi người sẽ đi thêm một địa điểm nữa. Hôm nay thì trời khá nắng. Và một địa điểm nữa, ngay lúc này thì thời tiết ở ngoài trời đã hơn 37 độ. Mọi người khá là mệt vì bị mất nước. Và ở đây thì bà con xin tổng cộng đó là 25 phần. Rồi. À, chú đẩy cái xe sắt ở đây nè, để thả bao gạo. Bỏ lên xe máy chú luôn á. Rau chắc đủ rồi chị. Đủ rồi. Ở trong này là mình xin sớm trọ hay là xin cái sớm của mình? À, sớm trọ cũng có mà sớm cũng có nữa. Dạ. Hôm nay đi chợ rồi được không? Không có đi được. Rồi mua sắm ăn uống rồi sao? Ở tổ mà gửi hả, cách chục ngàn mới lấy được. Chiều nay có đồ lại về làm ăn luôn, đồ tươi. Dạ. Rồi, phải luôn. Tôi vẫn ở chợ rồi, lỗi sớm nữa. Đâu có dám ăn nhiều. Hai mươi lăm phần bà con không ngờ được lên tới đây luôn đó. Sao vậy? Thì mình tưởng không tới mình đâu. Xa quá hả? Chị ơi, mỗi mình quà là mình chia ra từng đợt hết rồi hen. Dạ. Có đâu muốn mỗi người cũng một phần luôn. Dạ, mỗi người cũng một phần không có luôn. Gia vị cũng vậy luôn hen. Một đó là hai là 10 á. Dạ, chỉ 5 bao lẻ. Ủa gạo đủ 5 bao lẻ chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi còn 5 phần nữa là xong địa điểm ở đây. Chút nữa mà chị, đây là còn 3 điểm nữa là xong. Giờ mình lên đây làm lên trong công việc qua cũng nhấp. Ừ, đúng rồi. Hôm nay bà con cũng ổn hết hả chị? Cũng tạm thôi. Mọi người đi cách ly vẫn an toàn hết đó chị. Dạ. Thôi giờ cũng rồi. Dạ dạ, không có gì chị. Chúc mọi người nhiều sức khỏe là được rồi nha. Dạ. Dạ dạ, chị giúp em chia ra nha. Thêm một địa điểm nữa, đó là một cái xóm trọ nằm khá là sâu trong hẻm trên đường Quang Trung. Và ở đó thì có khá là nhiều cái F0 cho nên là nhóm sẽ gửi những cái phần quà ở đầu hẻm. Bà hai mình còn dư 2 phần không? Sớm này thì đăng ký 30 phần nhưng mà phát sinh thêm 2 hộ nữa cho nên là... Thì sớm thêm 2 hộ cho nên mình có đem xe cua cho tặng luôn cho người ta. Đúng rồi. 3-2 phần thôi. Là giải vậy em. Không sữa. Sữa này thì từ chị Bình có gửi nhờ mình đi cho những cái xóm là các em bé. Cái đầu 10, cái này 10 luôn, cái này là 22 phần. Nha, mỗi một người là một phần quà giống vậy. Và một bình này. Một bó rau. Được cả 5 kg. Nha. Và cái này tặng sữa vô trong đó em bé anh con chia ra. Dạ, có lần nhiều. Thấy em kêu đếm rồi đi đứng lít dịp kia đều nha. Không, em nói vậy là anh làm là được rồi, không đếm đâu. Dạ, một bịch gạo nè, một bó rau nè. Cái này nè, bó này luôn nè, còn sữa thì em không biết trong đó bao nhiêu em bé. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. 32 thằng á, trong đây mỗi bịch 10 nè. Em mấy chị nghèo. Dạ, dạ, thôi rồi, chở đông xa không? Dạ, xa lắm. Gần như đây đi vô cái cua trong đây quẹo vô nó có chốt chậm á. Vậy hả? Là đi chở dao vô đi thôi. Chở từ từ đi. Dạ. Cái đầu tư cái vỏ nè. Cái này của ông này chạy xe giáp.
Cái gì đó shipper á. Rồi mình đi ha. Rồi thôi mình đi. Mình xin bao nhiêu phần? Dạ 30 của chú. Một địa điểm nữa bây giờ mọi người sẽ phát quà, đó là nằm ngay tại đường Dương Quảng Hàm. Và ở đây thì bà con xin 30 phần. Ở hẻm mình là có bao nhiêu bé? 8 em bé nhỏ. 8 em bé nhỏ ha. Dưới có 3 F0. 3 F0 hả? Ở đây có F0 hay F1 nào ra không chị? Không không, đủ chờ, ở chỗ đang test tiếp nữa. Đang test tiếp nữa, đang đợi như trong nhà. Trong nhà, chỗ ra đó không có. Rồi giờ lấy thùng sữa, anh Thảo, cho thùng sữa luôn đi. Làm bọc đi, làm bọc đi. Đủ rồi anh ơi. Còn bọc đi, đủ không? Phát ngọt. Cái đó hãng bên đây rồi, hãng bên kia khác nữa rồi. Rồi tụi em đi nha. Đây là địa điểm cuối cùng mà ngày hôm nay nhóm sẽ gửi. Đó là một xóm chung cư. Bà con ở đây xin tổng số phần đó là 20. Địa điểm cuối cùng rồi. Bữa nay đi nắng quá trời nắng luôn. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Rồi, ngày hôm nay thì cũng kết thúc đoạn clip này tại đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.